Sáng ngày 25 tháng 9, tại trường Trung học cơ sở Tràng An, Công an phường Hit Honda Vũ Thành phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Tham dự chương trình có giáo viên và các em học sinh của trường. Tại chương trình, các em học sinh trường Trung học cơ sở Tràng An đã được tham gia buổi vui học an toàn giao thông dưới sự hướng dẫn gần gũi sinh động của cán bộ công an phường Tràng An và các hướng dẫn viên lái xe an toàn của Hit Honda Vũ Thành về một số nội dung. Phân biệt các biển báo giao thông, sự cần thiết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách, cách giáo dục học sinh thói quen đội mũ bảo hiểm, cách ngồi sau xe đạp điện, xe máy an toàn. Với kiến thức kỹ năng tích lũy được sau chương trình sẽ giúp thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh nâng cao ý thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Cũng tại chương trình, trường Trung học cơ sở Tràng An và đại diện Công an phường Tràng An đã ký cam kết thực hiện an toàn giao thông. Chương trình giáo dục an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai là một trong những hoạt động giáo dục về an toàn giao thông thiết thực, hiệu quả và bổ ích cho giáo viên và các học sinh. Thông qua chương trình giao lưu tìm hiểu về an toàn giao thông, Honda Việt Nam đã tạo được niềm vui và hứng thú cho các em học sinh và các thầy cô giáo không ngừng tăng cường nỗ lực dạy và học về an toàn giao thông. Kết thúc chương trình, Hit Honda Vũ Thành đã trao tặng quỹ khuyến học trường Trung học cơ sở Tràng An số tiền 2 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn cho các em học sinh tham gia chương trình.